Tổng kho Đào Tuyên xin chào toàn thể các bác đam mê săn bẫy trên toàn quốc nhá. Mùa chim ngày của năm 2023 chuẩn bị đến rồi các bạn. Thì hôm nay em giới thiệu với các bác một cái sản phẩm, đó là loa Q92. Thì trước khi đi chi tiết về cái sản phẩm loa Q92 này thì em xin nói qua về cách thức mua bán giao dịch. Khi các bác mua hàng sẽ được nhận hàng, kiểm tra hàng với phải thanh toán nhá. Nhà em là chuyên cung cấp xỉ tất cả các dòng loa điều khiển từ xa. Đấy, thì sau đây em sẽ đi chi tiết về cái dòng loa Daily Q92 này. Đối với dòng loa Daily Q92 này, vỏ hộp của nó được tích hợp màu xanh, xanh nước biển, và nó có dòng chữ là Daily. Đây là của hãng sản xuất các bạn. Và nó có tích hợp cả Bluetooth này, đài FM này, thẻ nhớ USB này. Thì sau đây em sẽ khui cái vỏ hộp này ra cho các bạn xem bên trong gồm những phụ kiện gì. Đây các bạn, như mọi lần thôi thì em sẽ giới thiệu từng cái chi tiết một của một dòng loa. Đầu tiên nó sẽ có một dây sạc điều khiển này các bác này. Tiếp theo là một củ sạc loa này, củ sạc này của nó là củ sạc 9V các bác nhé, củ sạc 9V. Tiếp theo đó này, nó sẽ có một điều khiển này, cộng một pin điều khiển này, hay gọi là pin remote đấy, remote hay là điều khiển thì cũng là nó. Đấy, thì tiếp theo nữa là nó sẽ có một túi đựng loa bên dưới vỏ hộp nhựa này. Đấy các bạn, nó gồm những chi tiết đấy các bạn. Và quan trọng nhất là nó là sẽ có một thân loa, và nó sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng. Đối tờ hướng dẫn sử dụng này toàn bộ nó là tiếng Trung hết các bạn. Đấy, anh em xem thông số kỹ thuật thì nó cũng có trên loa này, hoặc là các phím đây, nhưng mà chữ Trung Quốc thì mình không thể đọc được. Đấy các bạn, bác nào đọc được chữ Trung Quốc thì có thể đọc thông số kỹ thuật nó ở đây, nhưng mà em không đọc được thông số kỹ thuật. Thì thông số kỹ thuật thì nó sẽ nằm sau cái loa này. Đấy, loa này là loa Q92 này. Nó công suất là 180W này. Dung lượng pin là 2200 mAh này. Dòng sạc là 9V này. Thời gian sử dụng con này 50% công suất, được 14-15 tiếng các bác nhá. Chạy 50% công suất nhá các bác nhá. Nhớ là các bác này, con loa Q92 này, các bác khi vặn lên này, không cần phải vặn hết cỡ như này đâu. Hết cỡ như này nó cũng không có tác dụng gì. Các bác nhìn thấy cái điểm trắng là vạch cuối đây không? Các bác cứ vặn đến cái tai này của nó, đến vạch trắng này là ok, là đánh thoải mái. Tại vì là có vặn to hơn nữa thì nó cũng không to được hơn. Đây, trên này nó có nút nách đi nách lại to nhỏ này, play pause tạm dừng này, chuyển hệ này, nó có hết ở trên này. Và ba phím này, phím giữa là phím chỉnh chét này, phím cuối phím chỉnh bát này, phím đầu tiên là phím vặn to nhỏ, cũng đồng thời là tắt mở nguồn này. Đây là lỗ cắm sạc USB, thẻ nhớ, đây là đèn báo pin này. Khi anh em dùng pin dùng hết đến đâu nó sẽ báo đến đấy các bác nhá. Đấy, báo bao giờ đến vạch cuối cùng rồi. Còn đây là đèn báo sạc. Toàn bộ thông số kỹ thuật của nó đã có ở trên này. Và loa này nó có tích hợp rất nhiều cái hay. Đó là vỏ của nó được làm bằng hợp kim nhôm, toàn bộ bằng hợp kim nhôm nhá các bác nhá. Phần mặt trên, mặt dưới của nó thì bằng sắt. Đấy, hàng thì bao chất lượng, bao xịn sò cho bác luôn. Nhưng các bác biết rồi, nhà em chuyên cung cấp xỉ tất cả các dòng loa điều khiển từ xa, dòng nào nhà em cũng có. Thì đợt sau đây em sẽ xin phép là đi test thử chất lượng âm thanh của loa cho các bác cảm nhận và là xem chất lượng của loa như thế nào nhé. Khi loa mở lên nhá, bao giờ cũng chạy ở chế độ lặp đi lặp lại một bài, nên là mình không cần phải ấn lặp đi lặp lại một bài đâu. Khi các bác cho pin vào, các bác nhớ bật công tắc ở sườn này. Đấy, công tắc sườn này bật lên này các bác này. Đấy, nó sẽ chạy ngay. Đấy, hàng này bao chất lượng, bao xịn sò cho các bác luôn. Nách đi nách lại đây, thử tiếng này không hay thì em lấy cái thẻ khác thử tiếng khác cho các bác cảm nhận. Mình đánh chim ngày nó sẽ hay hơn, hoặc là thử ca nhạc là chất lượng là âm thanh nhất. Đấy, đây là cái thẻ ấy rồi, nhiều thẻ thử quá các bạn, thẻ ca nhạc, đây thẻ chim ngày đây các bác này. Nói chung hàng này chất lượng cực kỳ, anh em dùng nhiều anh em biết rồi. Đối dòng Q92 nó quá là hàng đẳng cấp, chất lượng luôn. Đấy, thử tí cho màu nhé các bác nhé.
độ phả của tiếng loa thì quá là hay luôn, quá chất lượng luôn các bạn. Điều khiển của nó cực kỳ nhạy các bạn, nhưng các bác dùng cái sản phẩm này thì quá là an tâm và quá là tin tưởng luôn. Đấy, để đang thử tiếng khuyên các bạn. Nói chung là thử tất cả các mọi tiếng đối với dòng loa này thì nó cực kỳ cao cấp, cực kỳ ok. Đấy, thì vừa rồi em có giới thiệu về chiếc loa Dailin Q92, hàng cao cấp nhất trên thị trường. Bác nào cần xỉ lẻ cứ alo trực tiếp cho em. Số điện thoại thì em sẽ để bên dưới video cho chủ động liên hệ. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Xin cảm ơn các bác, xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác video lần sau.